Mình xin chào bà con. Nay mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất này diện tích lớn nha bà con. Ở đây là mình chỉ cái ranh cho bà con xem qua. Đất của mình là nó ôm cái trục đường đất. Đường đất đây nha bà con. Thì đất của mình là nó giáp cái vườn tiêu của người ta kia. Là chạy về phía bên phải của mình. Còn ở bên trái màn hình bà con đang xem là nó giáp trục đường đất nha bà con. Thì ở đây mình nói luôn, cái trục đường đất này đi về phía trước là nó về hướng xã Đắc Đờ Rung, đi ra đường tỉnh lộ 6. Thì từ vị trí đất của mình đây mà đi ra khoảng chừng 300m là nó đụng đường bê tông nha bà con. Thì cái đường bê tông, cái trục đường này là đổ bê tông nè, nhưng mà người ta đổ là mới có được 1 km, từ về đường tỉnh lộ 6 là đổ vô được 1 km. Từ từ vị trí đất của mình đây mà tiếp tục đi ra phía đi về phía này thì nó ra trung tâm huyện Tuy Đức nha bà con. Thì nó ra quốc lộ 14C. Từ từ vị trí đất của mình đây mà đi qua trung tâm huyện Tuy Đức thì nó chỉ có 2-3 km thôi. Đó, thì đất của mình là ôm cái trục đường đất đây. Mình ước tính nó khoảng hơn 300m đó bà con ạ. Đất của mình ôm cái trục đường đất này là nó dài qua lúc tuốt ở bên bên cái đám bờ của người ta bên này. Đó là đất này mình kết hợp luôn nha bà con, là riêng cái thửa đất trống vừa rồi người ta trồng lan đây, người ta mới bới lan, bên kia là trồng bắp. Thì cái vạt đất trống này người ta trồng hoa màu thì cũng một chỗ khác là có diện tích là 8 hecta nha bà con. Thì liền kề với cái đám đất của mình đây phía bên kia. Chút nữa mình xuống bên dưới mình ghi hình ảnh thêm cho bà con xem qua. Thì tổng cái diện tích của cái khu đất này là của ba chủ gộp lại là nó là 15 hecta nha bà con, 15 hecta. Bà con nào mà có cái nhu cầu mua diện tích lớn thì mình thông tin giới thiệu lô đất này cho bà con. Ở đây nhìn thấy trường cấp 1, 2 nha bà con. Và đồng thời cũng là đường tỉnh lộ 6 ở đó luôn. Đất thổi thổi rất là tốt nha bà con. Đất đỏ bà giang, rất là tơi xốp luôn. Rồi đất rộng lắm, để mình ghi từng đoạn cho bà con. Chút nữa mình chạy qua bên kia là mình ghi cái thửa đất của hai chủ liền kề, là bên đó nó được 7 hết nữa. Mình ghi lại một dòng hình ảnh của cái lô đất 8 hecta cho bà con xem lại. Đất thổi thổi nha bà con. Đất này là khuất gió bà con ạ. Cái mùa gió là nó phía bên trái của mình đây, là nó thổi qua. Trên đất của mình là nó truyền từ đường này, nó truyền về phía phải, cho nên là mùa gió là ở đây khuất gió nha bà con. Thì bà con nào mà có cái nhu cầu mua đất lập vườn cây thì lô đất này không có bị ảnh hưởng gió, thì bà con yên tâm là mua cái lô đất này đầu tư, có thể là làm lập vườn cây ăn trái hoặc là chuồng trại được nè. Từ giữa lô đất của mình đứng nhìn về phía trước là thấy trụ điện gió luôn nha bà con. Từ vị trí này nhìn xung quanh cái view rất là đẹp bà con ạ, rất là thông thoáng. Đất này trồng bắp rất là tốt bà con ạ. Đây, bên này trồng bắp luôn. Đất của mình là bên trên này là giáp cái trục đường đất nha bà con. Thì theo như mình ước tính là nó khoảng 300m từ cái vạt tiêu bên kia. Từ cái vườn tiêu của người ta bên kia là hất về phía bên phải của mình. Cặp theo đường nó khoảng hơn 300m đó bà con.
Hồi nãy giờ mình thông tin lô đất trống 8 hectare giáp trên trục đường đất cho bà con xem qua. Thì ở đây mình ghi thêm cái hình ảnh là của hai chủ liền kề. Ở đây hai chủ liền kề là được 7 hectare đó nha bà con. Thì đây từ cái chỗ vạc trồng bắp này hất qua bên phải của mình là của một chủ khác có cái hàng rong này. Ở bên dưới có một cái căn nhà xây nữa nha bà con. Là của một chủ khác là diện tích 2 hectare. Cái phía từ cái đám bắp xanh xanh này ở bên dưới có trồng tiêu, cà phê, sầu riêng. Nó chạy dài qua tuốt ở bên cái đám cà của người ta bên kia. Chạy dài lên đụng cái đám cỏ là hất về phía bên mình. Là của một chủ khác là có diện tích 5 hectare. Từ ở đây mình giới thiệu tổng thể là hai chủ này là được 7 hectare nha bà con. Đó. Thì liền kề với cái lô đất trống hồi nãy là mình có thông tin cho bà con là diện tích 8 hectare thì tổng ở đây ba chủ gộp lại là được 15 hectare. Đó, đất rất là đẹp nha bà con. Ở đây mình nhìn qua bên kia là mình thấy đường tỉnh lộ 6 nè. Nhìn về phía trước. Nếu mà tính đường chim bay thì nó khoảng 2 km là tới trung tâm huyện Tuy Đức nha bà con. Đây, đây là trung tâm huyện Tuy Đức. Nó khuất mấy cái quả đồi cho mình không thấy rõ rồi. Rồi, mình tạm thời thông tin cái hình ảnh của lô đất có diện tích là tổng là 15 hectare, sổ đầy đủ nha bà con. Đất này có sổ đất trồng cây lâu năm. Ba chủ kết hợp là được 15 hectare. Thì bà con nào xem qua clip của mình mà cần quỹ đất diện tích lớn thì alo cho mình qua số điện thoại có thể hiện bên góc trái màn hình nha bà con. Để mình thông tin thêm cho bà con. Đất này có cái địa chỉ thuộc xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nha bà con. Từ vị trí đất của mình đây mà đi ra đường tỉnh lộ thì nó chỉ có khoảng hơn một cây số thôi. Mà để đi ra trung tâm huyện thì nó khoảng 3 km đổ lại nha bà con. Thì đất của mình là nó giáp cái trục đường đất hồi nãy mình có thông tin cho bà con. Thì đất của mình nó ôm cái trục đường đất nó khoảng 300 m nha bà con, 300 hơn 300 m. Đi về phía này là đất của mình cũng ra đường. Đó. Cái trục đường đây là đường thể hiện 6 m. Từ mặt đường bê tông là vô tới đất của mình là khoảng 200 m nha bà con. Đây. Mình đi theo cái trục đường đất này là đường riêng rộng 6 m. Từ từ đường bê tông mà đi vô theo cái trục đường đất này khoảng 200 m là tới đất của mình. Thì ở đây có nhà ở thì người ta kéo điện thắp sáng thôi nha bà con. Còn nếu bà con nào mà có nhu cầu kéo điện ba pha thì chỉ kéo vô khoảng chừng 200 m thôi.